mình đang đang kiểu cái không khí của người dạng háng ra bay. Được, tôi thích chơi phép mà thôi. Kiệt cứ không nói gì, Kiệt cứ chỉ em ý. Ui đi. Đây bây giờ nhiệm vụ đầu tiên, đây là cái con boss hướng dẫn này. Ăn nó luôn thì được. Ừ, ăn nó luôn. Đánh nó đây. Anh em đợi tôi. Anh em vào đây. Đúng rồi, vào đi. Tôi ở đây rồi. Tôi đằng sau anh em rồi. Đúng rồi, tôi đang đánh rồi, anh em vào đi, anh em để tôi một mình thế. Đây, đang đánh sắp đi ở đây. Vào đi, anh đang đánh rồi. Không phải đâu. Anh nó đau rồi này, vào đi. Đúng rồi. Quỷ, tôi chỉ giết quỷ thôi. Nó nhảy chỗ nào đây? Mày. Ờ thôi, con này tôi vô bỏ qua đánh nó được gì đâu. Ờ, con anh em mình biết chơi mà. Cần điếu mấy con này. Đúng rồi. Ôi, ai là tôi vô đây. Thăm kìa, nó lại hỏi thăm mình kìa. Skip thôi. Tha cho nó đi. Tha nó đi. Tao đi. Ông già đau khổ không này. Sao phải nhìn xem một thằng này? Sao lại xem nó nhỉ? Tao là hot mà. Sao lại nhìn em? Đi. Đây đổ nhà đi, đổ đi, cả đi. Bây giờ. Chạy. Làm nào để đứng dậy? Anh Tuấn. Em bị lỗi rồi. Em đừng nói chuyện với thằng này này. Nó bắt em ngồi nói chuyện. Đây rồi, úi dồi ôi, đường tăng đây còn gì nữa, úi dồi ôi. Đường tăng đây rồi. Anh Tuấn ơi, nhìn như Tuấn Chiên kìa, sao anh em mình đang kiểu cưới không khí của người dạng háng ra bay. Em đang đấm nó đây anh ơi, em đấm nó này. Mày không khí đi này. Như nào. Nào anh em chết hết rồi. Sốc tinh thần rồi. Nó đơ này, đánh nó. Chúng mày rồi. Ô. Thế thôi kinh không? Chơi lần đầu nó không biết. Có phải như vậy. Ôi trong này nó không biết. Sao thế? Sao thế Kiệt? Ê, Sonic, chọc vào đít nó. Ôi, nó chém. Ôi, đau quá. Chém chỗ. Ây da. Chết rồi. Mày chém chỗ à? Chém ai? Chém chỗ. Chém một phát, bốn thở còn đá rồi. Sao thế? Đâm vào đít ngay. Nếu mà không đủ chỉ số mà lắp vào thì nó... Sao thế? Thế mấy bạn chơi chung đi rồi. Đây rồi, ui, đúng chiến. Anh Tuấn ơi, nhìn em ơi. Ôi, trông em bắn. Em đang cầm gì? Ngã rồi chưa? Đánh nó, thôi nó em. Ôi, đồng nó, đập nó. Giúp ra bố. Ui, thằng này nó định hét đấy, nó định hét đập vắt vào mồm. Không, anh Tuấn đang ghét đi bộ thì không, kinh vãi. Đâu. Ui, Kiệt ơi, Kiệt. Em có cái khố đội đầu này. Em đúng hề luôn. Ui, em đúng hề này. Ui. Đi học phép bắt được. Tôi thích chơi phép mà thôi. Tao ngồi đi. Có cụ rùa này. Cụ rùa này. Ninja rùa, đập đi. Tập để làm ninja rùa. Ôi. Thế nó đâu? Ui, anh đánh mình đi. Cam lò trốn cái gì vậy? Cam lò. Trốn đâu? Nó đánh mà. Chảy máu. Xem cứ ngã này, em cứ đứng cứ ngồi này. Anh Tuấn. Lát rồi. Đi này, ông cấp lò bất tính là người ở trong này mà. Đi tính kia. Ông kêu nó chém cấp lò bất tử kìa. Gì đây? Thằng này làm gì? Mua đồ. Đồ đắt này mua bị gì? Lấy để phát tiền. Cướp đi anh Tuấn. Cướp đi. Mày tao bán ơi. Đồ đắt này, bán đồ đắt. Livestream được rồi đi anh ấy. Nhặt lên. Hôm nào anh cũng chung. Đi rồi anh em. Lên đi. Lâu thế. Lên đi. Đâu rồi anh em ơi, cứu. Rồi anh em ra cái cây. Đây anh ơi, đang anh lên. Đang lên rồi. Đang lên. Lên đi. Anh lên, sắp chết rồi. Đây anh ơi. Ô, có con cứ ngồi kia kìa. Để tôi ra tôi hỏi thăm nó cái. Con đấy là quét phụ ấy, nói chuyện nó là quét phụ ấy. Quét phụ à? Quét phụ nó kìa, mình đi đưa thư cho bố nó nhá. Đây thằng bố này. Rồi, xong đưa thư cho anh. Thế thì rồi, thực hiện thủ tục thôi anh Tuấn nhờ.
gì?